Chào anh chị, mặt bằng này nằm tại gần ngã ba Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Mặt bằng có diện tích mặt tiền 9m, sâu vào 16m, nhân với 5 tầng. Một sàn rơi vào khoảng 145m2. Trên đây là ngã ba Tăng Tiến. Đây là khu đô thị mới đang làm.